Năm học 2017-2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ 18, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 68 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng đã vinh dự được chọn là nơi tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017. Nhằm hưởng ứng các sự kiện trên, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, thể hiện trên các lĩnh vực công tác. 100% các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng và Đoàn Hội cấp trên, chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên, đoàn viên nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, triển khai các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, chia sẻ về lối sống đẹp, tấm gương đoàn viên, sinh viên tiêu biểu trên các trang thông tin của đơn vị. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ với các hoạt động tiêu biểu, hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng mở rộng với chủ đề khởi nghiệp và việc làm. Festival sáng tạo trẻ trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của đoàn viên, sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước. Phát triển và áp dụng nhiều mô hình nghiên cứu khoa học vào trong cuộc sống như chuyển giao mô hình nuôi trùng quế tự động kết hợp xử lý rác thải từ chăn nuôi tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, chuyển giao giống và công nghệ trồng nấm sò tím cho huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, thiết kế website, quảng bá du lịch và phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm địa phương cho huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, v.v. Tổ chức và tham gia có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên Startup Student ID lần thứ 2 năm 2017. Cuộc thi Đà Nẵng Startup Runway 2018. Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học với chủ đề ươm mầm khởi nghiệp từ những ý tưởng. Cuộc thi sinh viên Đại học Đà Nẵng với APEC 2017. Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Award 2017. Tổ chức tọa đàm về phát triển văn hóa đọc trong sinh viên chào mừng Ngày sách Việt Nam. Phối hợp với tổ chức UNESCO CEB tổ chức chương trình tọa đàm chuyện nghề sinh viên năm cuối. Tham gia chương trình khơi nguồn khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên thành phố Đà Nẵng do thành đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và Hội Doanh nhân trẻ tổ chức. Chú trọng các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, sinh viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đoàn, của hội, v.v. Tuyên dương danh hiệu sinh viên năm tốt các cấp, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tham gia giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG, các cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên, văn nghệ chào tân sinh viên và chào đón năm mới. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả chiến dịch tình nguyện đông, xuân tình nguyện và tình nguyện hè, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia, vận động quyên góp, giúp đỡ nhân dân tại tỉnh Atapu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, địa phương chịu thiệt hại sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepian, Senamnoi. Tổ chức 18 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 6.000 đơn vị máu thu nhận từ cán bộ, đoàn viên, sinh viên các đơn vị trực thuộc Đoàn Đại học Đà Nẵng. Các hoạt động tri ân như kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ cũng đã được các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả. Thăm hỏi, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình chính sách, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ gia đình chính sách, v.v. với tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng. Trong hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền thực hiện đề án Thanh niên Đà Nẵng gương mẫu trong tham gia giao thông, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Phối hợp tổ chức các đợt tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, vẽ tranh bích họa, tuyên truyền về chủ đề biển đảo, thăm và tặng quà cho ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tổ chức nhiều đội hình tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường thông qua các chương trình Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, v.v. Đối với phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn Thanh niên các cấp đã vận động tổ chức trao gần 1 tỷ đồng học bổng cho các sinh viên là các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, vượt khó học giỏi cũng như có những thành tích trong các phong trào, hoạt động của đoàn hội. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng đảng cũng đã được Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng hết sức chú trọng. Trong năm qua, các đơn vị trực thuộc đã giới thiệu hơn 700 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp nhận thức đảng và 127 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng.
ban hành bộ tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua đối với các đơn vị và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra tại cơ sở, góp phần đánh giá đúng và thực chất hoạt động của đơn vị. Nhìn lại năm học vừa qua, các hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên Đại học Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả khả quan trên các mặt công tác. Đồng thời, nhiều hoạt động xung kích tình nguyện đã được đoàn, hội các cấp quan tâm, triển khai và đạt được những thành công vượt bậc. Hy vọng rằng, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thành đoàn Đà Nẵng, Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Đà Nẵng, cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng, đoàn viên thanh niên Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Đại học Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng.